Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những thông tin do phóng viên thời sự BRT và các đài truyền thanh địa phương cập nhật sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây. Nhận diện thị xã Phú Mỹ qua những công trình giao thông. Độc đáo lễ hội nông sản huyện Châu Đức. Tuyên truyền phòng chống ma túy cho thanh thiếu nhi, giáo xứ Hải Lâm, huyện Long Điền. Mở đầu phần thông tin địa phương trong chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay là những ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, được quy hoạch là đô thị mới với chức năng, trung tâm công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng. Thị xã Phú Mỹ trong tiến trình phát triển đã và đang chuyển dịch rất nhanh về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Và thay đổi vượt bậc hơn cả là hạ tầng giao thông. Hạ tầng giao thông từ một vùng đến kết nối không ngừng hoàn thiện, thuận lợi, khang trang, thúc đẩy Phú Mỹ tiến nhanh, tiến vững chắc theo quy hoạch về chức năng. Đồng thời còn là lợi thế so sánh để Phú Mỹ thu hút, thuyết phục các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Từ lợi thế này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiều năm liền đã và đang nằm trong top dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Quốc lộ 51 dài 72,7 km đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó, phần đi qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dài 52 km, riêng đoạn qua thị xã Phú Mỹ dài 23 km. Từ khi được nâng cấp mở rộng, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 51 gia tăng nhanh chóng. Theo số liệu của Công ty Cổ phần Phát triển Đường Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, chủ đầu tư dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 51, thì năm 2018, lưu lượng xe qua các trạm thu phí trên quốc lộ 51 đạt bình quân 38.000 lượt một ngày đêm. Năm 2019, lưu lượng xe tiếp tục tăng. Tháng cao nhất là tháng 4, bình quân có khoảng 40.164 lượt một ngày đêm, vượt gấp 4 lần tiêu chuẩn thiết kế. Đường 965 dài 8,3 km nối từ quốc lộ 51 vào cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải. Được khởi công ngày 14 tháng 10 năm 2008 bằng nguồn vốn ODA, với tổng mức đầu tư 1.031 tỷ đồng. Đường thiết kế đạt vận tốc 80 km một giờ, gồm 4 làn xe, không chỉ phục vụ cho cảng Cái Mép Thị Vải mà còn phục vụ cho cả hệ thống cảng nước sâu dọc sông Thị Vải. Mỗi ngày hơn chục ngàn lượt xe vận chuyển hàng hóa qua lại tuyến đường này. Về lịch sử ấy, thì cái chuyến đường này xây đến đâu thì cảng có đến đấy. Cũng như là đầu tư quyến cầu mới thì bắc qua cảng CMT và cảng TCTT. Và cái cầu mới tiếp theo thì bắc qua cái khu của Cái Mép Hạ. Chúng ta đầu tư đến đâu thì chúng ta có cảng đến đấy và chúng ta có sản lượng hàng hóa thông qua đến đấy. Song song đấy thì cái cầu cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong việc kết nối giữa hàng hóa giữa các cảng với nhau. Không ngừng hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối để nâng tầm vị thế cảng biển lẫn các khu công nghiệp khu vực Cái Mép Thị Vải. Năm 2009, dự án đường liên cảng Cái Mép Thị Vải cũng được khởi công bằng 2.791 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thành. Tuyến liên cảng Cái Mép Thị Vải giữ vai trò kết nối các cảng dọc sông Thị Vải với đường cao tốc Bến Lước Long Thành, đường cao tốc liên vùng phía Nam. Cùng với tuyến cao tốc liên vùng phía Nam, đường liên cảng còn có vai trò giảm tải cho quốc lộ 51, tạo nên trục liên thông giữa hệ thống cảng biển nhóm 5, gồm các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mà không phải đi qua quốc lộ 51 và qua Thành phố Hồ Chí Minh, vốn thường xuyên bị ách tắc giao thông. Tuyến đường liên cảng Cái Mép Thị Vải là một trong tuyến đường quan trọng, huyết mạch nối liền toàn bộ hệ thống cảng biển nhóm 5 đi trên cái địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuyến đường liên cảng Cái Mép Thị Vải với tổng chiều dài 21,3 km với điểm đầu tại cảng Cái Mép Hạ và điểm cuối được nối liền với khu công nghiệp cảng Phước An của tỉnh Đồng Nai. Rất nhiều dự án giao thông vẫn đang tiếp tục thi công trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Để hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối nội thị và liên tỉnh, góp phần giảm áp lực cho một số tuyến đường nối vào hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải. Như đường Phước Hòa Cái Mép kết nối quốc lộ 51 với đường liên cảng Cái Mép Thị Vải, đường 991B kết nối đường Hội Bài Tóc Tiên với đường liên cảng Cái Mép Thị Vải, đi ngang vùng quy hoạch trung tâm logistics hơn 800 hectare. Hạ tầng giao thông không ngừng phát triển và phát triển nhanh, quy mô lớn là bước chuyển nổi bật trong tiến trình phát triển của thị xã Phú Mỹ, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị công nghiệp và cảng biển.
Thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020. Thời gian qua, nhiều hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã được hỗ trợ dê sinh sản để phát triển sản xuất. Đầu năm 2018, gia đình anh Kiên Dân, người dân tộc Khmer ở ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, được hỗ trợ 2 con dê sinh sản giống Bách Thảo. Đến nay, dê đã được 2 lứa. Nhờ được hỗ trợ dê, gia đình anh cũng có công ăn việc làm. Hiện nay, gia đình anh đầu tư mua thêm dê để tăng đàn nhằm có thêm thu nhập. Cùng với gia đình anh Kiên Dân, từ năm 2016 đến nay, thị xã Phú Mỹ đã hỗ trợ dê sinh sản cho 238 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ việc hỗ trợ dê sinh sản, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã tập trung chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Ngày 1 tháng 7, Đảng ủy phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ tổ chức trao tặng 3 tủ sách cho 3 chi bộ khu phố Sông Vinh, Ông Trịnh và Phước Lộc. Kinh phí đầu tư mua mỗi tủ đựng sách là 6 triệu đồng và tiền mua sách là 6 triệu đồng. Mỗi tủ sách được Đảng ủy phường Tân Phước trao cho 3 chi bộ khu phố có hơn 350 đầu sách báo về các nội dung, tư liệu liên quan đến nghiệp vụ công tác đảng, quốc phòng an ninh, lịch sử Việt Nam, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, sách nông nghiệp, pháp luật, văn học, tư liệu lịch sử, báo giấy cùng các tài liệu và các ấn phẩm khác. Tổng kinh phí thực hiện là 36 triệu đồng do Đảng ủy phường Tân Phước mở cuộc phát động các đảng viên tình nguyện đóng góp. Ngoài ra, các đảng viên hưu trí lớn tuổi còn đem sách báo của gia đình đến tặng cho các khu phố. Chuyển sang những thông tin tại huyện Châu Đức. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019. Theo báo cáo của huyện, trong 6 tháng qua, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tính theo giá so sánh của huyện đạt 1.368 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 2.850 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 198 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện Châu Đức hiện có 3 dự án đầu tư khu cụm công nghiệp có vốn đầu tư trong nước và 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn thực hiện đến nay là gần 5.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức yêu cầu các ngành các cấp địa phương tập trung tổ chức cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao đất cho chủ đầu tư triển khai dự án khu công nghiệp đô thị Châu Đức và cụm công nghiệp Đá Bạc. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tình hình giá cả thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận thương mại, rà soát các nguồn thu trên địa bàn, khai thác các nguồn thu, nhất là thu phát sinh mà luật cho phép, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, làm tốt công tác tiếp dân. Như chúng tôi đã đưa tin, từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 6, tại nông trại Green Farm, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức đã diễn ra lễ hội nông sản. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức tổ chức lễ hội nhằm quảng bá, giới thiệu đặc sản cây trái địa phương, vừa giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân địa phương tiêu thụ sản phẩm, đồng thời giúp người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu, lựa chọn, tiếp cận những nông sản an toàn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Lễ hội nông sản Châu Đức dù mới lần đầu tiên tổ chức nhưng đã quy tụ nhiều doanh nghiệp, các hợp tác xã, nông dân địa phương tham gia, với phong phú các chủng loại cây trái. Hơn 20 gian hàng nông sản trưng bày tại lễ hội chủ yếu có bưởi, cam, quýt, dưa lưới, chuối, đu đủ, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bơ. Những sản phẩm từ nông nghiệp vốn là thế mạnh của huyện như ca cao Thành Đạt, ca cao Binon, nấm linh chi Ông Tiên, mật ong Anh Tiến, cà phê Hồ Tiêu cũng được trưng bày tại lễ hội. Không chỉ sôi động với các gian hàng trái cây và chế phẩm từ nông sản, lễ hội nông sản Châu Đức còn tạo ra những ấn tượng đẹp thông qua trải nghiệm với hoạt động nghệ thuật làm tò he, trò chơi dân gian, thưởng thức văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc Dơ Ro. Khách dự lễ hội còn được trải nghiệm các tour tham quan vườn trái cây, nông trại nông sản sạch trên địa bàn huyện. Hôm nay nhóm quyết định đi lên đây để tham quan. Và khi lên đây rồi thì mình thấy cái khung cảnh cũng rất là gần gũi với thiên nhiên, rất là thích. Trái cây thì rất là tươi. Nông trại là có cái tour cho bên đoàn mình đi tham quan vườn dưa lưới. Rồi tiếp theo chiều nữa là đi xem mấy cái trò chơi nữa. Với cái sự hỗ trợ của huyện Châu Đức ấy, thì tôi nghĩ là bà con nông dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Thứ nhất là về mặt chính sách, vay vốn. Thứ hai là về cái đầu ra, cái tiêu thụ ấy.
thì những cái hoạt động như này thì kích thích cho người tiêu dùng đến tham quan mua sắm, cũng như là chụp hình rồi post lên mạng này kia, nó có một cái sức lan tỏa rất là lớn. Nên tôi nghĩ là trong tương lai gần là cái mô hình này sẽ thành công. Ngay tại đây diễn ra lễ hội nông sản Châu Đức, nông trại du lịch Green Farm cũng là địa điểm tham quan khám phá không gian cây trái nhiều thú vị bất ngờ. Tại đây nông trại đã giới thiệu mô hình ứng dụng công nghệ cao và quản lý, giúp du khách dù ở bất cứ đâu vẫn có thể tương tác mua sản phẩm từ các nông trại, nhà vườn ở Châu Đức một cách thuận lợi nhanh chóng. Hiện nay chúng tôi vừa hoàn thành về một cái ứng dụng về app, là ứng dụng Vinfarm Food và Vinfarm Market, là một cái ứng dụng công nghệ, là một cái nơi app chúng ta có thể đặt hàng được thông qua các ứng dụng, chúng ta tải app về và chúng ta đặt hàng trên app và chúng ta có thể được giao hàng thông qua cái đó, chúng ta có được giao hàng trên app. Các sản phẩm nông sản là hiện nay trong thời điểm đầu là đang có những nông hộ gần với Vinfarm, là trong có bao gồm ở thuộc huyện Châu Đức và huyện Tân Thành và Rịa Vũng Tàu. Trong một cái tương lai xa hơn một tí, chúng tôi sẽ kết nối thêm những bà con nông dân của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là một số cái tỉnh lân cận. Dự lễ hội nông sản, khách tham quan có dịp hiểu rõ về quy trình sản xuất nông nghiệp của nông dân địa phương đang dần thay đổi theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, từ khâu chọn giống, trồng, chăm sóc đến khâu thu hoạch, áp dụng quy chuẩn canh tác Việt Gáp để nâng chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Đó là cacao ở Châu Đức được các chuyên gia đánh giá là có cái hạt cacao thuộc cái top ngon nhất thế giới, hình thành lên công ty Binon Cacao với cái mong muốn là đưa cái hạt cacao ở Châu Đức và ở Việt Nam đi ra thế giới. Lễ hội nông sản này tôi thấy là rất là hay, quy tụ được rất là nhiều những cái nhà vườn ở đây và rất là đủ loại trái cây của Châu Đức và của Bà Rịa Vũng Tàu. Và tôi tin rằng là lễ hội này sẽ giúp cho bà con rất là nhiều, và tin rằng là bà con Châu Đức sẽ hưởng lợi từ cái lễ hội này rất là nhiều. Với diện tích trên 35.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, Châu Đức là vùng trồng cây công nghiệp và cây ăn trái lớn nhất tỉnh. Hàng năm giá trị từ hoạt động sản xuất nông nghiệp đạt trên 5.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng quan trọng trong cơ cấu kinh tế địa phương. Thời gian qua, huyện Châu Đức đã tích cực hỗ trợ khuyến khích nông dân thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đồng thời hỗ trợ nông dân tăng cường liên kết, hình thành các vùng chuyên canh cây trồng tập trung gắn với xây dựng thương hiệu, cấp mã số vùng trồng và sản xuất theo yêu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Trong thời gian qua, ngoài việc đầu tư triển khai thực hiện các cái loại cây chủ lực như hồ tiêu, ca cao, song song đó thì huyện kêu gọi các cái nhà đầu tư, kêu gọi các cái hộ sản xuất, hộ chăn nuôi đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất với cái hỗ trợ đắc lực của các ngành tỉnh, thì phải nói rằng các cái cơ sở nghiệp đã triển khai thành công và tạo ra được những cái sản phẩm cây ăn quả phải nói là thị trường chấp nhận và đã đưa vào được các siêu thị kể cả xuất khẩu. Với những thành công từ lễ hội nông sản, thời gian tới huyện Châu Đức tiếp tục xây dựng các mô hình nông nghiệp theo chuỗi giá trị gia tăng, đa dạng hóa các loại hình liên kết sản xuất của nông dân, liên kết doanh nghiệp, tiếp tục xây dựng và quản lý tốt thương hiệu, mở rộng thị trường để sản phẩm nông nghiệp địa phương không ngừng vươn tầm, phát triển bền vững. Tiếp theo là những thông tin ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, Đảng ủy xã Phước Long Thọ vừa tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, kết hợp tu sửa đoạn đường đã xuống cấp với chiều dài 200m tại ấp Phước Sơn, đối diện tiểu đoàn khinh lửa 59. Sau lễ ra quân này, chi ủy các ấp trong xã sẽ tiếp tục phát động phong trào đến từng đảng viên để có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như tạo điều kiện thuận lợi về nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Hôm qua, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân và Hội phụ nữ xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ cũng đồng loạt ra quân phát quang, làm sạch cỏ hai bên đường và trồng hơn 350 cây hoa hoàng yến dọc theo các tuyến đường trên địa bàn xã. Phong trào này được các hội đoàn thể xã phối hợp tổ chức, được đông đảo hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Đây là một trong những phong trào có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên và nhân dân trong việc xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận từ huyện Long Điền sẽ khép lại phần thông tin địa phương hôm nay.
Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2019, ngày 1 tháng 7, Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Điền tổ chức khai mạc huấn luyện Đại đội Bộ binh 1 thuộc Tiểu đoàn Bộ binh Sông Rây. Tham gia huấn luyện dự bị động viên năm 2019 có 110 cán bộ chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 thuộc Tiểu đoàn Bộ binh Sông Rây. Trong hơn 3 tuần tham gia huấn luyện, lực lượng dự bị động viên của huyện Long Điền sẽ được học tập quán triệt các chuyên đề bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, huấn luyện một số nội dung trong kỹ thuật chiến đấu bộ binh như kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn, kỹ thuật đánh gần và chiến thuật binh chủng hợp thành, thực hành bắn đạn thật và rèn luyện thể lực. Huyện đoàn Long Điền phối hợp với câu lạc bộ thầy thuốc trẻ và đoàn cơ sở trung tâm y tế huyện tổ chức khám phát thuốc miễn phí cho 100 cụ già neo đơn và người nghèo trên địa bàn thị trấn Long Hải. Các bác sĩ của chương trình đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn cho người dân kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến thường gặp, những bệnh thông thường theo mùa, hướng dẫn cách sử dụng thuốc đúng liều, đúng giờ và giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi. Qua đó giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hè thanh niên tình nguyện năm 2019 của huyện đoàn Long Điền, góp phần chung tay cùng xã hội chăm sóc sức khỏe cho các cụ già neo đơn và người nghèo trên địa bàn huyện. Tại giáo xứ Hải Lâm, Đoàn Thanh niên xã Phước Hưng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức hội nghị tuyên truyền tháng hành động phòng chống ma túy với chủ đề Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu. Gần 150 em thanh thiếu nhi giáo xứ Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền được nghe báo cáo viên của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin về những loại ma túy phổ biến ở Việt Nam, tác hại của ma túy, nguyên nhân dẫn đến sử dụng ma túy và tội phạm về ma túy, các quy định của pháp luật xử phạt các đối tượng về ma túy. Báo cáo viên cũng hướng dẫn các em kỹ năng phòng ngừa tệ nạn ma túy, trao đổi về mối liên hệ giữa tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác. Hội nghị giúp các em thanh thiếu nhi nâng cao kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy, từ đó nói không với ma túy và mạnh dạn tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy. Thưa quý vị, có lịch sử hơn 170 năm, Long Bàn Cổ Tự hay còn gọi là Chùa Long Bàn nằm trên địa phận khu phố Long Phượng, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. Hiện còn lưu giữ gần như nguyên trạng lối kiến trúc cổ độc đáo và những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh xảo. Long Bàn Cổ Tự được Bộ Văn hóa Thông tin, ngay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích quốc gia vào năm 1991. Thế nhưng cùng với thời gian, Long Bàn Cổ Tự hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Truyền thuyết kể rằng vùng đất Long Điền trước kia có 9 con rồng dầu. Khu đất dựng ngôi chùa là phần cuối cùng của dãy núi Thùy Vân. Có nhiều tảng đá tự nhiên phẳng như mặt bàn, nên dân làng đặt tên là Long Bàn. Có thể ngôi chùa được xây dựng sớm hơn, nhưng theo dấu tích khắc trên xà ngang nhà giáng đường, thì chùa Long Bàn được xây dựng vào năm Thiệu Trị thứ 5, tức năm Ất Tỵ 1845. Hai vị Hòa Thượng Hải Chánh và Bảo Thanh là đệ tử của Hòa Thượng Giác Ngộ trụ trì chùa Bát Nhã trên núi Long Sơn, tỉnh Phú Yên vào trụ trì đầu tiên, được dân làng tôn làm vị tổ khai sơn của chùa. Ngôi chùa cất theo cái kiến trúc là ba gian hai trái, chánh điện, hậu tổ, nhà khách, nhà trù. Trước cái ngôi chùa Long Bàn là có cái dàn tiêu diện đại sĩ, sau lưng chùa là có những gột đá do thiên tạo. Chùa Long Bàn thờ rất là nhiều tượng Phật, gọi là chùa hàng hà sa số Phật. Chùa xây cất theo kiểu chữ tam, nhưng mặt tiền có lầu chuông và lầu trống đăng đối vượt cao trên mái hiên. Mái chùa lợp ngói ống, đầu ngói có gờ viền bằng gốm phủ men xanh. Trên đỉnh nóc gắn tượng lưỡng long chầu nguyệt và các tấm phù điêu cảnh vật sơn thủy, hoa lá bằng đất nung men màu. Ngôi chánh điện có nhiều hoành phi câu đối, chạm trổ công phu, sơn son, thép vàng. Gian giữa thờ Phật A-di-đà, Phật Thích Ca Mâu Ni, Quan Âm Thế Chí, Ngọc Hoàng, Di Lặc, Bồ Tát. Gian bên trái thờ vị sư tổ Bồ Đề Đạt Ma. Gian bên phải thờ Quan Thánh. Ngoài ra tại đây còn có bàn thờ La Hán và thập điện Diêm Dương. Phía sau chánh điện là nhà thờ tổ, thờ tổ sư Bồ Đề Đạt Ma và hai bài vị của Hòa Thượng Hải Chánh và Bảo Thanh.
Di tích chùa Long Bàn là thuộc thị trấn Long Điền của huyện Long Điền, là di tích cấp quốc gia. Thì cái di tích trong toàn huyện này thì là di tích chùa Long Bàn cũng là một trong 9 di tích mà nó là sản phẩm du lịch để phục vụ du khách khi đến thăm viếng huyện tham quan. Long Bàn cổ tự là một ngôi chùa thuộc phái Thiền Tông dòng Lâm Tế. Lễ chùa hàng năm theo âm lịch gồm có rằm tháng Giêng, lễ cúng Thượng Nương, ngày 8 tháng 4 lễ tắm Phật và 15 tháng 4 lễ Phật Đản. Ngày 28, 29 tháng 4 lễ Khuý Kỵ, rằm tháng 7 lễ cúng Trung Nương, Du Lan báo hiếu, rằm tháng 10 lễ cúng Hạ Nương. Vào những ngày này, đông đảo tín đồ theo đạo Phật ở địa phương và các vùng lân cận đến dân hương, cầu nguyện và giảng cảnh chùa để được trút bỏ những muộn phiền và cả những tị hiềm trong cuộc sống. Chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây tạm dừng. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14:50, 18:00, 18:30 và 21:50 trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.